Giờ làm gì? Giờ đà mi rồi, anh xin nha nội em. Sáng rồi. Rồi, giờ dẫm phanh. Xin nhan cái này. Rồi xin nhan bên đấy. Phanh ok. Đà mi trắng. Phanh phanh. Rồi. Rồi. Qua đi uống gì em? Đây là nút chuyển này. Đây. Đúng không? Đây. Cái này là chuyển hiệu ứng. Đây là một hiệu ứng. Và nói chung là cái hiệu ứng này thì em nó cốt nốt thôi. Nó sẽ chuyển được cái tâm.